chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với cây Phổ Tùng Viên Sơ Cấp. Là trên tay của mình hiện giờ đang cầm cây bồ vắt Thái nha. Đây, một cây bồ vắt Thái CM. Thì trên thị trường hiện giờ đang có hai loại, một loại là bồ hàng Việt Nam, dùng bồ hàng Thái CM. Thì để phân biệt được hàng Việt Nam và hàng Thái CM, chúng ta nhìn vào có những cái đặc điểm sau. Ruột, hàng Việt Nam hình như nó cũng có cái ruột mà, nhất là một ruột. Cái thứ hai, cái lớp C, lớp CM nha các bạn, lớp CM. Còn hàng Việt Nam là C bóng nha, hàng Việt Nam là C bóng, còn hàng Thái là CM. Cái thứ hai, các bạn để ý cái dĩ, các bạn để ý cái dĩ giúp mình. Cái dĩ Thái nó rất là dày, nó rất là dày nha, và nó chắc chắn, nó tinh xảo. Còn dĩ Việt Nam, cái dĩ này rất là mỏng. Các bạn để ý cái dĩ của mình, các bạn nhìn cái dĩ bên kia, các bạn sẽ thấy khác biệt hoàn toàn nha, khác biệt hoàn toàn. Này, trên này có đóng mã, đóng mã. Cái phần mối hàng, các bạn để ý phần mối hàng giúp mình. Phần mối hàng, hàng rất là liền. Còn Việt Nam hàng bằng tay nên không có liền nha các bạn. Đây, hàng bộ Thái hàng rất là liền nha. Các bạn coi kỹ cái mối hàng, kiểm tra kỹ mối hàng nha. Mối hàng của bộ Thái nó rất là kỹ và rất là đẹp. Đó, vậy chắc. Và mấy con ốc này nè, đó các bạn nhìn kỹ con ốc. Bộ Việt Nam con ốc khác nha. Đấy, phần cổ phía trên nè, nó rất là bự và nó chắc chắn nha. Và thêm một cái nữa là cái bát bô nó rất là dày nha các bạn. Đây, nó rất là một cây nóc, nó rất là dày. Còn đối với cái bô Việt Nam thì nó là một cái miếng thép mỏng nha, một cái miếng thép mỏng, hỏi nó không có cục này, một cái miếng thép mỏng giống như là miếng tôn cắt dài rồi. Còn hàng Thái là một cái cây rất là bự, rất là dày nha, mỏng nóc. Đây là bô dốc. Thì bên mình đang có hai loại bô nằm và bô dắt nha. Đây là bô dắt. Bô dắt này các bạn sẽ gắn được dòng dáng của 67, CD 67 các bạn sẽ gắn được. Anh em hỏi gắn quay cấp được không? Được luôn nha các bạn, được hết. Chúng ta độ lại cái móc treo ở đây. Tại vì cái móc treo này nó gắn phù hợp cho 67, cho cái dòng 67 CD. Các bạn gắn cấp thì cái phục của nó khác, cái sườn nó khác một chút, cho nên chúng ta nối lại cái bát treo, nối lại một chút. Còn cái cổ ở đây là giống nhau nha. Rồi, cũng có khách hỏi là cái bô này âm thanh nghe hay hay không. Thì bô Thái nó có một loại duy nhất và nghe hay hay dở là tùy thuộc vào các bạn cảm nhận, chứ làm sao mà trả lời hay hay dở. Âm thanh mà các bạn, rồi người ta hỏi là âm thanh nó nghe sao, diễn tả âm thanh anh nghe thử coi. Cái bô âm thanh làm sao diễn tả bằng cái miệng mình được. Hay là nghe làm sao mà diễn tả được cái âm thanh mà nói được, mình chỉ nghe thôi, mình chỉ nghe thôi. Rồi sẽ có người nói là cho anh nghe thử, được anh mua không được là thôi. Vậy thì xin thưa các bạn là nếu mà ai có ý định như vậy thì thôi khỏi chơi bô đi, mua cái bô 20.000 gì gắn đầy ha. Hoặc là trong xe bô mình có cái bô gì gắn bô đó đi. Có ai cho các bạn mượn cái bô mới để gắn vô nghe thử rồi, dễ tính hơn sợ chứ khó tính. Không ai cho mượn cái bô mà chưa gắn cho bạn nghe thử. Có những cái xe nào mà gắn rồi thì chúng ta nghe thôi. Tiếng bô nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào phân khối. Nếu các bạn gắn vào con bô 50 hoặc là gắn vào cái xe 50 phân khối hay là xe 90 phân khối hay xe 100 hay xe 125, tiếng bô nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì xe 50 cái máy nó nhỏ, cái hơi tống ra rất là ít. Đó, còn con xe 100 khi các bạn gắn cái bô vô, các bạn sẽ nghe tiếng bô rất là uy lực. Nó khác nhau hoàn toàn. Nhiều khi mình nghe mình tưởng hai cái bô nhưng thực tế là một cái bô. Đấy, thì chung quy cái bô này nó có vị, thì nó không giống như cái bô tăng tiếng ở Sài Gòn. Thì cái bô đó là nó kêu bự, nó không có ruột. Thì bô này nó không có tiêu âm, nó không có kêu quá nhỏ, đồng thời nó cũng không kêu quá bự. Đại loại là nó kêu trung bình được rồi. Đó, gắn vô rồi nghe êm, êm nhưng mà giòn nha. Theo đánh giá của mình nghe êm và giòn. Đây, đây là cái bộ Thái. Rồi, những anh em nào có nhu cầu
đặt bô thì họ liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên. Phương thức mua hàng của mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Ai ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua tại trực tiếp bên shop của mình các bạn lấy, còn ai ở xa vui lòng chuyển khoản rồi mình ship bưu điện nha. Rồi giờ đây là một kèo Thái. Rồi các bạn đừng quên nha, bấm những nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video của Tùng Lê Sơ Cấp. Bên mình thường xuyên post những video sản phẩm liên quan của Tùng Lê Sơ Cấp, phân biệt những cái dòng xe cấp hay là phân biệt đồ riêng lô để chúng ta cảm nhận được nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, và đừng quên bấm những nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video của Tùng Lê Sơ Cấp của mình. Xin cảm ơn.